đây là những cái cây này là nó cũng là bị một thời gian tột 2 năm là do không chịu ký chủ, lúc đang ký chủ cây cam quýt á, xong bây giờ anh lấy máy nhổ lên nó rất dễ, nó cũng ảnh hưởng đấy. Còn đây là những cái cây đàn hương là nó bị vỡ hết bì này, thì rồi nó không còn cái gì, nó anh như là cây nó già của công ty đấy, cứ hàng năm là nó thừa ít cây, anh cứ trồng anh lấy để anh làm trà đây này. Rồi. Đấy, hình dung chưa? Đấy. Ừ, đây này, cây này vừa rồi anh khoan thử đây này. Khoan thử cây này cũng loại tốt phết. Loại tốt phết chứ. Cây này cũng được 4-5 phân. Là chỗ trên này, dưới này được 1-8-10 phân. Vâng, dưới gốc. Hôm trước cái thân, cái cây kia từ dưới gốc của lên nó có 2-6, 6 mấy. Rồi nó đã được đến cây này cả tạ. Đấy, cũng, ừ, đúng rồi, cũng không đi lúa cây mà hồi này cây mà có lõi thì mình như thế này mà cây cổ thụ ở chỗ là nó mọc cắt hết thì nó bảo vệ này. Đúng rồi, chính xác đấy. Kìa, nhìn kìa, đó, thấy chưa? Đây là cây này là tốt để ký chủ rồi đấy, cái cảnh nó có cây xưa. Nhưng cây gỗ xưa ở đây là gần được trồng hàng ngàn cây gỗ xưa nhưng mà không thành công. Gần như thất bại, gần như là 100%. Tất nhiên có 4-5 mét thì đó là ta cho để cho phần cảnh đi ra đây xem đấy, gặp dọc đấy, đi thăm một vòng, đi đã lỡ đến đây rồi đi mấy trăm cây số đi. Thì bao nhiêu trăm cây số thì sẽ thử xem luôn. Nhưng nó phải là chín mọng cơ, cái đó chắc không phải. Cây hạt đằng gì rất là tốt, nhưng mà cái này là cái cây mà đủ hạt đấy, nó đủ nó thẳng lên cây. Sau 15 năm được chưa?